Vâng, riêng về cái công tác đảo pha này nhé. Công tác đảo pha này thì chúng ta có thể là để làm sao cho khi chúng ta nghe ở nhà mình á, nó phù hợp với cái dàn đôi loa nhà mình. Nó phù hợp với đôi loa nhà mình. Không có cứ gì chúng ta phải nhất thiết gạt lên và gạt xuống. Chúng ta phải gạt làm sao khi nghe cái tiếng bát của cái súp và đôi loa nhà mình nó cộng hưởng lẫn nhau, nó không triệt tiêu nhau. Thì chúng ta sẽ dừng ở đó. Như vậy là sẽ khai thác được tốt về cái hiệu năng của nó. Đấy, các bác nhé. Đây em sẽ tăng volume lên và em thao tác cái công tác gạt xa cho các bác thấy được cái lực của cái chức năng này. Như thế này là tiếng bát bắt đầu nó yếu hơn một tí, nhưng em lại thích nghe cái kiểu này thì bát nó sẽ mềm và sâu. Như này thì nó lực hơn, nhưng mà đấy. Nó lực hơn đấy, nhưng mà em lại không thích nghe kiểu này, em thích nghe kiểu kia hơn. Nhưng mà tùy mỗi người thôi, tùy mỗi tai mỗi người. Và trước mắt quý vị các bạn, đó là hai sản phẩm, một là B32021 bên này và bên này là 2020. Hai model này cùng ra một lúc quả thương hiệu B3, nhưng hãng đã cho ra hai model cùng một lúc, đó là để cho chúng ta có những cái lựa chọn vào không gian trong cái phòng khách cũng như là không gian sử dụng nghe nhạc của chúng ta làm sao cho phù hợp. Riêng đối với con B32021 này là dòng bát điều hướng, chúng ta có thể set up vào không gian nhà ống, nhà có chiều sâu. Nhưng đối với cái phiên bản 2020 kia thì chúng ta có thể set up vào không gian nhà mở rộng ấy, nhà vuông ấy, không gian mở ấy, cho chúng ta những cái trải nghiệm nghe nhạc nó khác hoàn toàn đi khi hai con này set up. Chính vì vậy hãng đã đưa ra hai phiên bản khác nhau, một là đối tất, hai là điều hướng, cùng phân khúc, cùng mức giá, cùng công suất, ra cùng một thời điểm và về tại bên Benazica chúng em cùng một thời điểm. Em tăng volume lên để chúng ta nghe cái lực nhé. Và đây là chiếc B32021 của anh Thắng. Anh Thắng anh ở Quảng Ninh. Em test xong, kiểm tra xong em sẽ đóng hàng gửi cho anh. Anh Thắng đấy ạ. Anh nhìn thấy cái bát không? Rất là uyển chuyển nhé. Phụ công rất là chuyên nghiệp và sexy đang biểu diễn. Ok, của anh Thắng đã xong nhé. Em sẽ chuyển sang con B32020 của bác ở của chú Mỹ đấy. Vâng ạ, chuyển sang con súp B32020 của chú Mỹ nhé. Tiếng nghe nhá, hiện tại là chưa có súp nhá, chờ một chút nữa súp lên thì nó sẽ khác biệt. Đấy, tiếng súp bắt đầu lên nhỉ. Hai con này rất là sang trọng ạ. Đây, cháu sẽ bỏ đi cái đoạn nhạc dạo này đi. Hai phiên bản này rất là sang trọng và được trang bị cho mình hai cái kính cường lực ở bên trên, bóng bẩy, sang trọng. Quả chú Mỹ và anh Thắng đã hoàn thành. Giờ em sẽ cho ra nhân viên đóng hàng để gửi hàng cho chú Mỹ và anh Thắng nhé. Và mọi chi tiết liên hệ để đặt hàng bên công ty Vita Audio của chúng em thì xin mời các bác có thể điện thoại trực tiếp tới số hotline 0963889192 và 0965503357. Và địa chỉ của công ty chúng em đó là nằm ở số nhà 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Các bác khách hàng có thể ở gần nhé, có điều kiện đến trực tiếp tại công ty chúng em là điều tốt nhất để anh em cùng ngồi trao đổi giao lưu về kiến thức âm nhạc cũng như là lựa chọn được cho mình những sản phẩm ưng ý nhất. Còn các bác khách hàng mà ở xa, những anh em ở xa thì có thể điện thoại trực tiếp tới công ty Zika để công ty Zika tư vấn và set up cho quý vị các bạn những cái thiết bị ưng ý nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn.